chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Một số thị cái dòng cào cào mới Yamaha WR155R 2020 với mức giá chỉ từ 77 triệu Việt Nam đồng tại thị trường Thái Lan, chuẩn bị Việt Nam. Cái chiếc Yamaha WR155R 2020 hoàn toàn mới vừa chinh lan ở bên Thái Lan với một thiết kế hầm hố đúng cái chất xế vượt địa hình nhưng có mức giá bán cực kỳ mềm. Sau khi xuất hiện ở thị trường Indo thì Yamaha WR155R 2020 lại chinh lan ở một cái cuộc triển lãm xe máy ở bên Thái Lan. Cái dòng xe mới này lần đầu có rất nhiều cái điểm nhấn và mức giá khởi điểm cũng cực kỳ hấp dẫn, chỉ rơi vào khoảng 100-5.000 bạc Thái, tương đương là 77,2 triệu Việt Nam đồng. Cái bộ lớp trước và sau của cái chiếc WR155R 2020 được chia làm hai cái phiên bản, cái bản lớp dài và phiên bản lớp trơn. Và cận cảnh cái chiếc Yamaha WR155R 2020 với cái bộ lớp trơn phía trước và phía sau, thân xe có cái cam màu xám bạc nhìn khá là ngầu. Và còn đây là phiên bản WR155R 2020 hoàn toàn mới với cái bản màu xanh huyền thoại. Động một của xe lọt kỹ thuật số, thanh tay lái niền rất là chắc chắn. Cái có động cơ của WR155R giống như có động cơ trên cái chiếc là M85 và EZR15. Cái có động cơ SOC Standard thiết kế là 4 vành, dung tích 155cc, có công nghệ là van biến thiên chính xác VA. Cái có động cơ này có khả năng sinh ra cái công suất tối đa 16,5 mã lực, ở ngưỡng mô tô là 10.000 vòng trên phút, moment xoắn cực đại 14,3 Nm, ở ngưỡng mô tô 6.500 phút, đi cùng hộp số 6 cấp và hệ thống làm mát bằng nước. Cái bánh sau và xích xe của cái chiếc Yamaha WR155R 2020 nhìn là rất đẹp. Là một cái dòng xe cào cào nên cái chiếc WR155R 2020 có hệ thống bảo vệ mạnh mẽ và phuộc treo vô cùng dẻo dài, gồm có cái phuộc là cây dây ba 41mm ở phía trước và cái giảm sốc đường phía sau có cái năng chỉnh tải trước. Cái phần tay lái và nút điều khiển của xe, cái phần vị trước kích cỡ là 240mm. Cái ống xả của chiếc xe được đẩy lên khá cao. Hệ thống cái giảm sốc sau với bình dầu rời Holin. Cái bản lớp trơn nhìn cũng khá là hoành tráng. Bình xăng xe dung tích lớn 8,1 lít cho phép cái chiến mã này vượt những cái địa hình dài khoảng là 300km mỗi lần đổ đầy nhiên liệu. Với chiều cao yên lên tới là 880m, cho nên việc cầm gương cái chiếc WR155R 2020 thoải mái thì chúng ta phải cao ít nhất tầm là 1m7 trở lên. Cái thân xe hẹp cùng với trọng lượng 134kg có khả năng chạy linh hoạt cực kỳ tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên tiếp nhấn like, share, subscribe.